tôi thấy những cái xe bọc thép cứ hỏng hóc mà xếp hàng mà không chạy được. Thì trong đó trước đây thì có chuyên gia của Ukraine, Liên Xô, kể cả Việt Nam sửa. Chuyên gia của Ukraine, Liên Xô thì mình cũng không có cảm thấy một cái chúng gì nó dư dấn hết. Nhưng mà khi nói chuyên gia Việt Nam sửa không được thì rõ ràng tự ái gia tộc nổi lên. Cái xu hướng bây giờ thì người ta sử dụng động cơ diesel chứ không ai còn sử dụng động cơ xăng hết. Thì tôi đề nghị là nên thay động cơ để nó thứ nhất nó phù hợp với môi trường ở nhiệt đới, thứ nhì nó theo cái xu hướng thời đại. Mình nên đó, bây giờ mình cải tiến, mình thay máu được chiếc xe thì khả năng mình chế tạo được rất là cao. Đó thì quyết định tức là xin ý kiến thủ tướng và tổng tư lệnh với bộ đội quốc phòng là cho ra đời hợp cho ra đời một chiếc xe máy mà tôi là tổng đường sư. Nó là một chiếc xe rất là lớn nhưng mà trách nhiệm cũng rất là lớn. Mình xem xét lại khả năng có thể làm được không? Thì rõ ràng với kinh nghiệm quá trình mấy chục năm mình làm cơ khí thì mình thấy có thể thực hiện được. Đồng thời kết hợp với các nhà chiến lược Campuchia, tức là đặt súng thế nào cho nó phù hợp. Thì trong thời gian nghiên cứu là 3 tháng và bắt tay vô làm. Thì cho ra đời một xe máy tính năng tác chiến rất cao, tức là cái súng chỉ cần 7,5 mét là tác xạ được và đồng thời có quả lực phụ hai bên. Bởi vì chiến tranh du kích thì nó muôn hình muôn vẻ, cái súng ở nước bắn thấp được rồi, nhưng mà khi người ta quấn chặt như vậy rồi phải quấn tấp hồng thì không có cái vũ khí để trợ nào. Sau khi hoàn thành chạy thử thì ông chủ đầu tư xe cũng rất là vui, ông thì quyết định rằng chọn cái chiếc xe mới chế tạo ra để dẫn đầu cuộc tiến hành 13 tháng 10 kỷ niệm 25 năm thành lập giữa 70.